Xin chào các bạn nhé. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc quạt điều hòa đến từ thương hiệu Covid. Thương hiệu Covid này thì nó sản xuất quạt điều hòa này, sản xuất cả loa vi tính. Ở đây có một bộ loa vi tính này của thương hiệu Covid nhé. Hãng này sản xuất đồ loa vi tính là chính, nhưng mà cái quạt Covid này thì họ sản xuất năm nay là năm thứ 3 rồi. Đây là hình thức của chiếc quạt đấy. Sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Mình giới thiệu nhanh nhé. Ở đây là cái khu vực để chúng ta để quạt gió, nó thổi gió ra ngoài. Thì ở đây nó sẽ có hai cái nan. Nan mình đang đẩy bằng tay này, định hướng gió lên cao, đây vít lên cao hoặc xuống thấp. Còn nan trong này là tút năng để làm sao điều hướng gió sang bên trái, sang bên phải. Thì các bạn ấn vào cái nút ở trên này, có nút điều khiển nhá. Ở đây sẽ có hai nan, và nan ngoài thì điều khiển bằng tay, nan trong thì sẽ điều khiển bằng cái nút điều khiển của quạt. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy cánh quạt ở trong thì các bạn hoàn toàn yên tâm là không sợ cái khe này nó to mà trẻ con nó cho tay vào bị cầm tay. Đây tay mình, tay người lớn cho tay vào hết cỡ rồi, nó sẽ mắc vào cái nan trong, nhưng mà tay không với tới được cánh quạt nên mọi người hoàn toàn yên tâm về tính an toàn. Còn đây là khu vực bình chứa nước. Bình chứa nước này chứa được 40 lít nước nha. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có nút H, nút M, nút L là hiển thị về cái để chúng ta có thể xem được là nước ở đây nó nhiều hay ít để cân đối, để cho nước vào cho nó hợp lý. Ở đây là khu vực bảng điều khiển, mình sẽ giới thiệu nhanh. Ở đây nó có nút bên phải này, nút on off này. Nút này chính là nút để các bạn bật công tắc nguồn chính. Các bạn bấm off đây thì sẽ mất nguồn, on đây sẽ có nguồn. Đây là nút to to này, vặn vặn này, thì là cái số quạt 123. Chữ L này là thấp nhất, M này là bình thường, H là cao nhất. Còn đây là có hai cái nút, hai nút ấn như này. Nút sling này, nút này thì các bạn bấm vào đây thì nó sẽ điều khiển được cái nan ở bên trong, sang trái sang phải. Và đây là nút bật công tắc bơm. Khi nào các bạn ấn nút này xuống thì bơm nó sẽ hoạt động và nó sẽ đẩy nước lên cái khoang chứa này. Ở khoang chứa này thì nước nó sẽ đẩy vào cái ngăn ở bên trong. Sau đó nó sẽ tản đều ra ba cái lỗ đây, ba cái chỗ này. Bên này, bên này, bên này, để làm cho nó mát cái dàn lạnh ở bên trong, để làm cho cái hơi gió của quạt nó mát. Ở đây thì các bạn phải tút cái này ra. Đây, chúng ta tút này ra để vệ sinh. Nhưng lưu ý nếu các bạn mất cái này thì nước nó sẽ đẩy mạnh lên trên và nó sẽ không được đều. Chúng ta lại phải lắp cái này lại. Kèm theo đó sẽ có quyển hướng dẫn sử dụng và phiếu hành. Quạt này được bảo hành 12 tháng. Và Covid này là thương hiệu của Việt Nam nhé. Có địa chỉ rõ ràng. Đây ạ. Địa chỉ tại Long Biên, Hà Nội. Kèm theo quạt này sẽ được tặng kèm theo hai viên nào khô. Đây, hai viên nào khô đây. Nắp trên của quạt là nắp kính nhé. Model mới 2020 thì đều là nắp kính. Ở đây có logo Covid. Covid ạ. Đây là xung quanh quạt đây. Ở đây thì các bạn sẽ thấy một cái tem thông số kỹ thuật. Đây là tem thông số kỹ thuật đây. Ở đây nó ghi thương hiệu là Covid này, model là KA5000, công suất của quạt là 160W, sử dụng điện 220V, tần số là 50Hz. Cái bình chứa bên trong này được 45 lít nhé, đây 45 lít, đây 45 lít thì thoải mái luôn. Sản xuất tại Trung Quốc, nhà máy nó sẽ đặt hàng bên Trung Quốc. Quạt này sẽ bảo hành trong vòng 12 tháng, và giá của quạt này thì nó chỉ có giá trên 1 triệu thôi, chưa đến 2 triệu đồng. Thì cuối mùa bên mình sẽ bán giá thanh lý xả kho. Thì các bạn có muốn xem giá bán của chiếc quạt này có thể nhắn tin số Zalo của mình là 0972888444. Thì ở đấy các bạn hỏi giá thì mình sẽ báo giá, vì giá của quạt điều hòa thì cuối mùa nó thay đổi, luôn luôn là sẽ rẻ hơn. Chính vì thế mà mọi người cứ nhắn tin vào chính xác nhất cho thời điểm các bạn mua. Đấy. Nhìn rất là đẹp luôn. Nhựa các thứ nó rất là xịn sò, nhìn không dại một chút nào đâu. Mà thương hiệu của Việt Nam, bảo hành trên toàn quốc 12 tháng. Để tham khảo giá bán mọi người hãy nhắn tin vào số Zalo của mình là 0972888444 để đặt hàng nhé. Thì hiện tại bên mình còn 30 chiếc quạt này, sẽ bán giá hợp lý cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem video này.